Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Mưa dạo này hơi nhiều cho nên mình gấp vui bằng cách là hát một bài hát mưa nhé. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Mình gấp vui một ít thôi. Bây giờ mình sẽ quay lại chủ đề chính của ngày hôm nay nhé. Mình sống ở Bình Phước, mặc dù Bình Phước là quê hương thứ hai của mình, nhưng mình có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự chân thành của những người dân nơi đây. Hôm nay mình làm video này để nói lên cảm nghĩ của mình về quê hương thứ hai và cuộc sống bình dị của chúng mình nhé. Xin mời các bạn cùng đón xem. Năm nay mùa mưa đến sớm hơn mọi năm, dòng sông lại mang những phù sa, những sản vật cho người dân vùng sông nước. Đến với Bình Phước, một trong các tỉnh của miền Đông Nam Bộ, chúng ta sẽ cảm nhận hết những giá trị văn hóa và đời sống bình dị đầy tình cảm của những người dân nơi đây. Hãy cứ mùa nước nổi về thì những chiếc xuồng lại rộn ràng nhuộm bốn bề mênh mông nước. Chợ cá dường như sôi động hẳn lên. Những chú cá tươi ngon tung tăng nhảy múa. Không chỉ có tôm cá, chim chép cũng là món ăn đặc sản của người dân nơi đây. Những con chim chép được nướng lên vàng ươm, pha lẫn một ít mỡ hành và đậu phộng lại càng làm tăng thêm hương vị thơm ngon, béo ngậy của món ăn này. Mùa xuân đến, những bông hoa đều nở thơm ngào ngạt, để rồi khi xuân qua là bao quả và hạt chín đỏ vàng cả khung cảnh miền quê, dự báo cho một mùa thu hoạch đều đã đến. Những bàn tay thăm thắt hái những quả đều chín mọng. Vị ngọt, vị béo của quả điều không lẫn với bất kỳ loại hạt nào. Mùa điều đi qua, mùa cao su lại đến. Đôi bàn tay điêu luyện, uyển chuyển, thoăn thoắt của những người thợ mũ cao su. Những giọt cao su như những giọt sữa ngọt ngào mang đến cho người dân nơi đây những thu nhập đáng kể. Mùa mưa đến cũng là thời điểm người dân thu được lộc trời. Nắm mối mọc thành từng cụm dọc theo các lô cao su, người dân hái về chế biến nhiều món ăn hấp dẫn. Chúng ta có thể chế biến các món ăn từ nấm mối như cháo gà nấm mối, nấm mối xào, nấm mối kho tiêu. Sau bao tất bật của cuộc sống, người dân lại quay về bên gia đình, tận hưởng cảm giác ấm áp của những bữa cơm bình dị nhưng thấm đượm tình quê. Để rồi, khi có một ai đó xa hương, lòng vẫn luôn nhớ thương về quê hương Bình Phước. Tưởng đâu cuộc sống cứ êm đềm trôi qua một cách thanh bình, nào ngờ xuất hiện đại dịch Covid. Nó gây ra cho chúng ta bao thiệt hại về người và của, nhưng dù nó có mạnh đến đâu thì với tinh thần kiên cường của người dân nơi đây và sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ quên mình, chúng ta sẽ chiến thắng. Và rồi cuộc sống thanh bình lại